Ngày 25 tháng 10, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhi 23 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng toàn thân trẻ có nhiều tổn thương mủ, tập trung thành ổ trên nền rát đỏ, trượt loét, chảy dịch, bong vẩy. Theo lời kể của người mẹ, khi sinh ra bé bình thường, nhưng từ 3 tháng tuổi bé đã có biểu hiện ngứa ngáy, đỏ lưng da, xuất hiện các nốt nhỏ li ti ở vùng cổ, lưng, sau đó lan ra khắp cơ thể. Gia đình đã dùng nhiều loại thuốc lá để tắm, các loại thuốc bôi cho con nhưng tình trạng không giảm. Đặc biệt 3 tháng trở lại đây, tình trạng tổn thương da của bệnh nhi rất nghiêm trọng. Vùng đầu của trẻ rát đỏ, đóng vảy thành từng mảng. Ngoài ra, vùng tay, chân, mặt cũng xuất hiện những đám đỏ dày đặc. Bác sĩ Đặng Tú Anh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trẻ được chẩn đoán vảy nến, phải nhập viện điều trị. Được biết, mẹ của bệnh nhi cũng bị vảy nến và được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Tuy nhiên, sau khi hồi phục, chị không tái khám đúng hẹn và cũng tự ý sử dụng nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc khi bệnh tái phát. Theo bác sĩ Hoàng Thị Phượng, trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh vẩy nến có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, kể cả trẻ em. Dấu hiệu bệnh là những mảng sẩn, đỏ, bong vẩy trắng ở trên da. Ngoài các biểu hiện trên, bệnh còn có thể có biểu hiện sưng, đau khớp nhưng ít phổ biến ở trẻ em hơn người lớn, hoặc có các triệu chứng khác như tách móng, vàng móng, móng xù xì. Vẩy nến là bệnh lý mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát để bệnh ổn định và không bùng phát. Vì thế, bệnh nhân cần được theo dõi, tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Do phải điều trị suốt đời, dễ tái phát khiến nhiều người bệnh chán nản, nghe theo lời quảng cáo chữa khỏi hẳn bệnh vẩy nến nên đã tự ý đi điều trị, gây hậu quả nặng nề. Người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc nam, sử dụng các thuốc bôi không rõ nguồn gốc có xuất xứ chứa corticoid. Nhiều người thích dùng vì ngay khi bôi, tình trạng bệnh sẽ đỡ rất nhanh, nhưng sau đó thường bùng phát dữ dội, bác sĩ Phượng thông tin. Ngoài ra, khi bị bệnh vẩy nến, không nên sử dụng các loại lá cây để tắm, cần sử dụng các loại sữa tắm hoặc xà phòng dưỡng ẩm để làm cho da mềm. Hiện nay, với sự tiến bộ của y học, có nhiều phương pháp điều trị vẩy nến như điều trị tại chỗ, điều trị toàn thân hay liệu pháp ánh sáng, ứng dụng thuốc sinh học. Các phương pháp này có thể giúp tình trạng bệnh được kiểm soát, giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biến chứng. Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ nội trú Hoàng Văn Tâm, phó trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày Bệnh viện Da liễu Trung ương đã chỉ rõ những sai lầm mà bệnh nhân vẩy nến hay gặp phải khi điều trị bệnh, khiến bệnh rất khó kiểm soát, thậm chí bùng phát nặng thêm. Theo chuyên gia da liễu, bệnh vẩy nến vốn dai dẳng, hay tái phát nên nhiều người tìm mọi cách để điều trị không theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Họ sử dụng các thực phẩm chức năng, thuốc nam, thuốc bắc, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, làm bệnh bùng phát nặng lên gây nguy hiểm đến sức khỏe của bản thân. Cùng nghe bác sĩ Hoàng Văn Tâm chia sẻ. Mình nghĩ rằng đa phần những bệnh nhân vẩy nến lúc ban đầu sẽ mắc phải. Đầu tiên đó là họ nôn nóng trong việc điều trị. Họ nôn nóng, họ muốn tìm kiếm một cái nơi nào đó có thể điều trị khỏi cho họ, xóa sạch cái vết, cái vẩy nến cho họ trong một thời gian ngắn. Thì họ rất là nôn nóng. Thế chính vì vậy mà họ thường họ sẽ không kiên trì theo một nơi. Vì họ điều trị một nơi này rồi, điều trị một thời gian hết rồi, bệnh lại tái phát. Thì họ lại muốn tìm kiếm những nơi khác. Và từ đó là gì? Là cái thứ mà làm cho bệnh vẩy nến nặng nề hơn sau này. Bởi vì họ không được kiểm soát một cách khoa học. Đầu tiên là gì? Nôn nóng và tìm các cơ sở về vài thứ phương. Một trong những cái mà sai lầm mà mình nghĩ là hầu như bệnh nhân vẩy nến nào cũng sẽ mắc phải. Là sai lầm đầu tiên. Và cũng là một cái sai lầm mà nghiêm trọng nhất, dẫn tới những hậu quả về sau. Sai lầm thứ hai đó là họ họ không quản lý, họ không có sự quản lý, mà họ điều trị lúc thì bệnh viện này, lúc bệnh viện khác, lúc bác sĩ này, lúc bác sĩ khác, họ không theo một hoặc là hai cái cơ sở, họ không theo một bác sĩ, hai bác sĩ mà có chuyên môn cao trong thời gian quản lý cho họ, tức là họ điều trị theo hướng là gì, hướng giảm trải, và có xu hướng là gì, tự quản lý, tự điều trị nhiều hơn mà để đến thăm khám bác sĩ. Đó là cái sai lầm thứ hai mà bệnh nhân có thể gặp phải. Sai lầm thứ ba mà bệnh nhân có thể gặp phải đó là họ tự nghe những cái phương pháp điều trị của những bệnh nhân khác hay của những nơi khác mà họ tự áp dụng cho mình, mà không có sự kiểm soát của bác sĩ. Thì họ cứ thấy là gì, bệnh nhân này sử dụng thuốc này đỡ thì họ lại tiếp tục theo. Họ thấy là bệnh nhân này sử dụng cái lá này, họ tập cái phương pháp này có hiệu quả thì họ tự tập theo và họ tự điều trị, mà họ không tham vấn ý kiến của bác sĩ. Và tình trạng đó cũng có thể làm cho bệnh của họ nặng nề hơn. Họ
Một là gì? Tự điều trị, hai là tự thay đổi phác đồ điều trị của bác sĩ. Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân mắc vẩy nến cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ chuyên ngành thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như các sản phẩm chứa corticoid dùng đường toàn thân mà không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài việc tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, người bệnh vẩy nến cần có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, trong đó đặc biệt cần tránh rượu bia và các chất kích thích. Hạn chế một số loại thực phẩm có thể khiến bệnh trở nên tồi tệ hơn như đồ ăn có nhiều chất béo, thực phẩm chế biến, thực phẩm lạ dễ gây dị ứng. Những đồ ăn chứa nhiều protein và tanh như tôm, cua, ghẹ, măng, cà, lạp sườn, xúc xích, thịt gà, đồ hộp, trứng. Đồ ăn có chứa nhiều chất béo như đường, sữa, mỡ, bơ, đồ ngọt tổng hợp. Người bệnh phải hạn chế tiếp xúc với hóa chất như xà phòng, dầu gội, sữa tắm. Thận trọng khi sử dụng nước hoa, son phấn, kem dưỡng da, thuốc nhuộm tóc. Bên cạnh đó, nên ăn nhiều thực phẩm chứa các loại axit béo có lợi như omega 3 và các loại rau quả giàu vitamin B12, chất khoáng như kẽm để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.